dạ. Em có ép có ép gia đình của nó rồi, bây giờ kêu bán đất bán vườn miễn sao gom đúng tỷ đền bù anh được đồng nào hay đồng đó. Em lại anh mà em cũng khổ lắm mà. Gì anh hả? Người ta tranh thủ người ta dồn vô người ta đặt cọc đất mình quá trời hả? À? Thiệt không anh? Má ơi em sống lại rồi. Má. Mày biết đau không hả? Mày quá trời quá đất rồi, tại sao mày dám làm cái trò này hả? Bắt hai nó rồi, nó cũng chơi luôn rồi. Trời, con có lừa ai đâu mẹ, con giải thích cho mẹ rồi mà. Mày lừa hả? Mày lừa bắt hai mày nè. Đó, mày thấy chưa? Mày lừa tới tao xong bây giờ mày lừa tới bác hai mày, mình làm mang tiếng cả rồi thấy chưa? Mày bước ra đây. Mày bước ra đây. Cũng đau con. Đau, quanh làm sao cũng đau. Mày đau bằng tao đau không? Biết bao nhiêu tiền bạc của tao. Rồi tiền của ông chủ dự án nữa. Mày lừa gạt gia đình luôn rồi. Tao nể mày thiệt á. Cái này mày không xử mày không được à. Con mẹ con có được đâu mẹ. Mẹ đau con. Đau. Mẹ ơi đau con. Mày què giò mày nha. Mày bỏ cái nết mày nha chưa. Thôi được rồi. Anh mày hiền bao nhiêu mày quỷ lấy giúp là sao? Thôi giả bộ thôi. Mẹ con bớt diễn lại đi. Trời ơi đánh nó không tôi dòm tôi địa tôi biết mà. Đánh võng quần không à. Trời đất ơi. Trời ơi diễn thôi. Bây giờ quan trọng là cái đền bù thiệt hại cho tôi nè. Ủa anh. Đền bù thiệt hại gì nữa anh? Thôi cái dự án của người ta là cả 100 tỷ. Tôi nói để tôi mời nghệ sĩ khác tới ta diễn, ta quảng cáo cái dự án đó. Nó nói để nó quen nghệ sĩ nhiều lắm, nó cũng là nghệ sĩ luôn. Nó mời Bình Tinh với Định Toàn. Tới nơi là ai biết không? Tư Sướng với 74. Khán giả vừa thấy hai đứa nó xuất hiện lên một cái, trời ơi người ta liễn đồ liễn dép, người ta chửi quá trời quá đất, banh tranh cái dự án người ta. Dự án của tôi nói thiệt á, gia đình chị á, gia đình của thứ ba đó, chú ba đó lừa tôi mấy lần rồi anh. Cái vụ thằng Thái là mua xe nè. Không anh đừng có nói thấy không? Vậy là tôi cũng bỏ qua. Cái vụ bà nhà tôi á, phụ của thứ ba đấu đám bị người ta chửi không. Tôi cũng bỏ qua. Cái chuyện dự án người ta mấy trăm tỷ tôi không nói, nhưng mà quan trọng cái tiền tôi bỏ ra để tổ chức sự kiện nè. Chị biết bao nhiêu? Chị phải đền bù thiệt hại, gia đình phải đền bù thiệt hại. Vậy là gia đình em đền bù thiệt hại là bao nhiêu hả anh hai? 1 tỷ. 1 tỷ? Mày nghe chưa? 1 tỷ? Tao đào đâu ra tiền? Mày bán ba cái nhà này cũng không có đủ nữa đó. Cái nhà này phải của tao với cha mày không đâu, của ổng, của cô Tư mày nữa. Mẹ, tao cho con bắt mẹ. Mẹ bây giờ đánh nó ra cũng không lời 1 tỷ đâu, mà lời một đống tủy luôn, tủy xương sống của nó, tủy ống cẳng của nó. Bây giờ á, thì bà giải quyết sao giải quyết? Cầm nhà bán đất gì á, không biết giải quyết sao vậy? Mày có tiền? Tao quất cho mày chết! Đánh nó nhập viện, tốn tiền bệnh viện, cũng không có tiền mà đền bù thiệt hại. Bây giờ giải quyết cái tiền đền bù thiệt hại 1 tỷ mà. Mày sáng mắt mày ra chưa? Còn cái tao chán mày lắm rồi đó. Cái nhà nè. Bây giờ tiền này là ai đem mày cái hạnh phúc á? Việc làm mày. Bây giờ cả gia đình tính cho tính. Phải 1 tỷ. Tôi đã nói 1 tỷ rồi. Không bao nhiêu. Em biết 1 tỷ rồi. Thôi bây giờ như vậy nè. Em đánh nó. Em cũng đau lắm. Nhưng mà em phải đánh. Cãi cha cãi mẹ làm những cái chuyện động trời động đất à. Anh là cũng là anh hai của em rồi. Cũng là anh chồng thôi. Dạ, anh chồng nhưng thôi. Mà em biết là cũng là trong họ hàng thôi. Bây giờ anh thương em, anh giúp giùm em phần lần này đi nha anh hai. Trời ơi giúp gì nữa, tôi nói đã 3 lần rồi, tôi bỏ qua hết mà lần này đó thấy gì mà giúp. Bây giờ phải có 1 tỷ mà đền bù cho người ta. Trời ơi bây giờ bán đất bán nhà bán nhiều bán tược bán cái gì không biết, bán sao miễn người ta có 1 tỷ. Gia đình người ta là có chuyện em cũng không mà đừng cứ điện thoại. Thôi bây giờ người ta ấy đi nghe nè. Cái gia đình gây lộn mà điện vậy? Ủa ai? Ủa khách hả? Ủa khách hả? Dạ. Cái dự án đó. Dạ. Gì? Dạ chị đặt cọc 5 lô luôn hả? Chị đặt cọc 5 lô luôn. Được rồi. Được rồi, tôi sẽ cho người gặp chị liền. Dạ liên lạc với chị liền. Anh hai ơi, cái tiền đó
Anh nói anh coi anh nói người ta giảng giảng giùm em chút xíu được không anh? Sao mà giảng được? Một tỷ á. Cái này người ta mới là điện thoại, ta đặt cọc mà biết có đặt cọc hay không? Dạ. Chưa chắc mà. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ giảng giảng để cho gia đình em cũng xoay sở để tính toán bằng mọi cách. Anh Hai giúp giùm em đi mà anh Hai. Giúp gì mà giúp? Anh chủ đầu tư cũng điện tới. Tai họa tới. Dự án người ta mấy trăm tỷ. Mày thấy chưa? Bây giờ tiền đâu mà đền người ta? Mày thấy chưa? Trời ơi, chết chết. Cũng mày ra không à? Mày báo cái nhà lắm. Chuông nhiều người ta bắt máy là biết rồi, tắt đi. Để chuông hoài. Đi giải quyết sao đây? Trời ơi. Anh Hai ơi. Anh Năm ơi. Em quá nè. Dạ dạ. Em có ép có ép gia đình của nó rồi. Bây giờ kêu là bán đất bán vườn miễn sao gom đúng 1 tỷ đền bù anh được đồng nào hay đồng đó. Em lại anh mà. Em cũng khổ lắm. Mà gì anh? Hả? Người ta tranh thủ người ta dồn vô người ta đặt cọc đất mình quá trời hả? À? Thiệt không anh? Má ơi, em sống lại rồi. Má ơi, vậy là em sống lại rồi. Dạ dạ dạ, anh Năm, em tới liền. Dạ em giải quyết, em tới liền. Anh tới liền. Không, đi. Anh Hai ơi. Giải quyết. Cái ấy, coi xin lỗi người ta, anh Tiến giùm em. Giúp giùm em với anh Hai. Quá đi không? Ủa, anh Hai. Cái cửa ở nhà ở đâu? Đây nè anh, đi thẳng ra. Trời ơi, má ơi, thành công rồi má ơi. Bây giờ hả? Cái gì? Trời, trước đây hả, người ta mời nghị sĩ lớn về để người ta truyền thông, người ta PR cho cái dự án đó, nhiều người ta biết tới. Còn bây giờ hả, cái chuyện đó là một cái chuyện không có muốn trong cái chương trình. Vậy mà nhiều người biết tới hả, má thành công rồi má ơi. Thành công gì mà thành công? Mày lừa đảo rồi, bây giờ mày nói mày thành công hả? Mày đi lừa đảo người ta rồi mày để người ta tới, người ta muốn vốn rồi mày có thành công à? Bác Hai thưởng cho con mà, bác Hai, bác Hai là thưởng cho con đó bác. Thưởng cái gì hả? Đứng lại đi mà. Đứng lại coi.